Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện người có uy tín được bầu chọn trong giai đoạn 2013-2020. Theo báo cáo tổng kết chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Thái Nguyên có 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Huyện Võ Nhai đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo 30A. Có 19 trên 63 xã, 75 trên 94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc. Công tác giảm nghèo đã góp phần quan trọng đưa Thái Nguyên tăng 3 bậc xếp thứ 2 trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc có tỷ lệ hộ nghèo thấp. Có 74 trên 113 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh cao gấp 3 lần bình quân chung toàn quốc. Xóa 76 trên 76 xóm bản thiếu điện lưới quốc gia, trên 90% số trạm y tế thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bác sĩ và nhiều kết quả quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020, đồng thời đề nghị Ban dân tộc tỉnh trong thời gian tới tiếp tục triển khai toàn diện và tăng cường nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cho công tác dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai nghị quyết 88 của Quốc hội và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng tại hội nghị, hai tập thể và các cá nhân đã được tặng thưởng huân chương lao động của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban dân tộc Trung ương, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp Tết Tân Sửu sắp tới, lãnh đạo Ủy ban dân tộc Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho các đại biểu là người uy tín do tỉnh quản lý.